trong hành trình trở ra fidel dừng chân tại đông hà ngay sau đó hàng trăm người đã vây quanh và hô vang khẩu hiệu giữa một bên là hiệu kem và một bên là ngôi nhà cũ của một sĩ quan cao cấp của chế độ sài gòn mọi người đã nói chuyện với fidel về những trận đánh và về những công trình đang được thực hiện để xây dựng lại thành phố này gạch và gỗ được vận chuyển đến liên tục bộ đội cùng nhân dân xây dựng lại nhà cửa sửa chữa mái nhà và khôi phục lại giao thông đó là quang cảnh ở Đông Hà. Quảng Trị cho khách đến thăm thấy cảnh tượng các lán trại nằm dài khắp nơi và những ngôi nhà xây dựng tạm. Trong xây dựng, người ta tận dụng những tấm thép của các căn cứ Mỹ hoặc những container của các quả đạn pháo 156 ly để làm ngay những dãy nhà hoặc các trường học. Quảng Trị có diện tích 4.740 km vuông 85% diện tích nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Từ Đông Hà, đoàn đại biểu đi thăm căn cứ Dốc Miếu, nằm trên một quả đồi khống chế cả một vùng rộng lớn gần như tới sông Bến Hải. Đây là một cứ điểm của tuyến phòng thủ nổi tiếng McNamara. Bọn tay sai Sài Gòn và Mỹ chấn giữ vùng đồng bằng. Các máy móc điện tử truyền đi bất kỳ một tiếng động nào phát ra và sau đó là cả một trận mưa pháo 155, 175 ly trên khắp vùng. Người ta tính rằng ở Quảng Trị có khoảng 78.000 lính Sài Gòn và lính Mỹ trên 500 xe tăng và 400 xe bọc thép. Đến năm 1954, Dốc Miếu là một căn cứ nhỏ của Pháp. Bây giờ với những nắp bom quả ổi, các chiến sĩ giải phóng đã viết một dòng chữ ngay cửa ra vào. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tại đó, đồng chí Phi Đen đã nhận lá cờ chiến thắng từ tay đồng chí Chỉ Huy, một tiểu đoàn của lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng đã từng chiến đấu trong suốt 82 ngày ở tỉnh Quảng Trị. Trong quãng thời gian gắn bó với Việt Nam trong chiến tranh, chỉ có hai lần tôi nhìn thấy các đồng chí Chỉ Huy khóc. Lần thứ nhất vào đúng 10 giờ 1 phút sáng ngày 15 tháng 10 năm 1965. Ngày tưởng niệm lần thứ nhất anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh người thanh niên có tuổi đời và diện mạo giống với Meza của chúng ta, trong một khu rừng thưa ở vùng cực Nam Nam Bộ. Với những tròi gác đặt ở trên các cây cao, chiếc còi ngậm sẵn trên môi để thông báo có máy bay Mỹ đến oanh tạc. Hai nhà báo Cuba chúng tôi đã được chứng kiến buổi tưởng niệm người anh hùng của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang cách mạng với sự có mặt của người vợ quá của anh trỗi. Người phụ nữ ấy đáng lẽ trong tình thế phải tự vẫn khi chồng bị xử bắn thì chị đã đi theo con đường của du kích. Tiếng kèn gợi nhớ đến người thợ điện trẻ tuổi bị kết án tử hình đã ba lần hô vang Hồ Chí Minh muôn năm khi những họng súng của quân thù nhắm vào đôi mắt tươi cười của anh. Lần thứ hai tôi nhìn thấy những con người đã từng lớn lên ngay trong lòng những cánh rừng và trong cuộc chiến đấu. Những sĩ quan chỉ huy cấp tướng, cấp tá của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược và kể cả ngụy quyền khóc và không cần ngăn giữ dòng nước mắt là ở Quảng Trị. Trong giây phút vui mừng và trước những đôi mắt ngạc nhiên của họ, đồng chí Phi Đen tay phất cao lá cờ bách chiến bách thắng của những người yêu nước mà quân đội nhân dân Việt Nam trao cho trong giờ phút trọng thể. Những người chiến sĩ đã thề rằng lá cờ đó sẽ là lá cờ đầu tiên mà một ngày nào đó cách mạng sẽ treo trên dinh Tổng thống Sài Gòn. Trước khi rời miền Nam, đồng chí Tổng tư lệnh đi thăm một điểm tiền tiêu cùng với các sĩ quan cao cấp Việt Nam những người coi ông như một thành viên của họ và ở đó đồng chí phi đen có thể quan sát được rất gần các bốt gác của địch. Điều gì sẽ xảy ra nếu như các bốt gác đó thấy có điều nghi ngờ? Câu hỏi đó không phải là tôi hỏi đồng chí đồng sĩ nguyên mà chính đồng chí đồng sĩ nguyên đã hỏi tôi như vậy để muốn nhắc lại rằng đồng chí rất tự hào vì đã làm được một việc cho một người rất yêu mến. Chúng tôi nói chuyện với nhau khi cuộc chiến tranh kết thúc và nhắc lại. Đen là nguyên thủ quốc gia đầu tiên và độc nhất đến vĩ tuyến 17, một trong những vị trí đầu não của con đường Hồ Chí Minh. Fidel vào chiến trường trong lúc chiến tranh đang ở thời kỳ kẻ địch vừa rút khỏi Quảng Trị sau khi ký Hiệp định Paris, nhưng vẫn còn những tàn quân địch cùng với bọn thám báo trà trộn trong nhân dân địa phương. Trong dịp này, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên nói, một vài nhà lãnh đạo Vĩnh Linh và tôi có vinh dự đi cùng với Đen. Fidel thăm rất kỹ nhân dân ở tuyến lửa Vĩnh Linh, các đơn vị Trường Sơn và con đường Hồ Chí Minh. Khi vào khu vực đường 9, tôi nhớ rất rõ Fidel đã nói: "Bọn đế quốc Mỹ đã bị đánh bại ở Giron và sẽ bị đánh bại hoàn toàn ở Việt Nam và hứa Đảng, chính phủ và nhân dân Cuba sẽ dành cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam sự ủng hộ lớn nhất cho đến ngày toàn thắng." Điều bí mật chuyến đi miền Nam đã được giữ kín tuyệt đối cho đến khi chính đồng chí Fidel trở về Hà Nội là người báo tin này. Trong tiệc chiêu đãi của ban lãnh đạo Việt Nam tổ chức tối 16 với những món ăn dân tộc đặc biệt và với sự tham gia của đoàn ngoại giao và một số đông những người bạn Cuba, những chàng vỗ tay kéo dài hàng nửa giờ như có nguy cơ làm tung các mặt trống và cả những bức tường kiên cố của phủ chủ tịch khi Fidel nói rằng không những chúng tôi chỉ đi thăm nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà chúng tôi cũng đã đi thăm chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam trong vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đã qua ranh giới của lãnh thổ được giải phóng, qua vị tuyến 17. Trong một sự im lặng bao trùm mà tiếng máy bay của một con ong, người ta tưởng như tiếng máy bay B52. Phi đèn nói tiếp, ở đó, ở hai bên bờ sông Bến Hải, chúng tôi thấy có người dân Việt Nam sinh sống và sinh hoạt rất giống nhau. Họ có cùng một tiếng nói, cùng một tâm hồn. Ở đấy, chúng tôi thấy rõ rằng việc chia cắt đất nước này là một điều vô lý và là một tội ác và là điều không đúng chúng tôi nhớ lại lời của đồng chí hồ chí minh đã nói trước đây sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý việt nam là một không bao giờ thay đổi lại một lần nữa cơn bão vỗ tay lại nổi lên và nước mắt chảy dài trên nhiều khuôn mặt fidel nhấn mạnh đoàn của chúng tôi đi dọc theo đường số một trong vùng giải phóng vượt qua hàng rào điện tử nổi tiếng của McNamara đã đi thăm những công sự kiên cố của căn cứ dốc miếu mà các lực lượng địa phương Quảng Trị đã chiếm lại được cũng như các vị trí khác trên tuyến phòng thủ này. Và trên đường đi tới thị xã Đông Hà, chúng tôi đã đi theo đường số 9 hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời. Tiếp đó, chúng tôi đã đến thăm tập đoàn cứ điểm mạnh ở phía tây Đông Hà và điểm cao nổi tiếng 241. Ở đó, tại thực địa, Chúng tôi đã thấy rõ những chiến công rất to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tập đoàn cứ điểm này bị đánh chiếm trong thời gian có mấy ngày. Làm được như vậy trong hoàn cảnh phải chịu những cuộc ném bom và sự khống chế trên không của lực lượng không quân Mỹ, thật là một chiến công khó có thể tưởng tượng được. Ở đây có thể thấy rất rõ khả năng chiến đấu phi thường của lực lượng cách mạng. Chính trên ngọn đồi 241 chúng tôi đã tham dự một cuộc meeting của quân chúng với đại diện của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ở đấy, chúng tôi đã thấy tinh thần chiến đấu rất cao của các chiến sĩ lực lượng vũ trang và của nhân dân. Tại Cam Lộ, chúng tôi đã họp mặt với các đại diện của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các vị lãnh đạo của mặt trận dân tộc giải phóng. Chúng tôi thấy rất rõ không khí hòa bình và trật tự đang bao trùm lên khắp nơi ở vùng này ở đó mọi người đang lao động đồng ruộng đang được cày cấy đất đai đang được khai khẩn kể cả bằng máy kéo